Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Request backup. Và chẳng thể lựa kháng team diversity help him. Và bùm thuốc ca lên lựa chú. À tèo thuốc ca lên lựa cushion. Vạt thuốc ca lên lựa cloud. Và em là em play mình tên. Bùm thuốc ca lên lựa tham mục. Và sau này ai Paragon thuốc ca lên lựa bà Franco. 600 thuốc lựa kìm mi và thả hỏi lại đi Paragon. Và và chẳng robot kháng team C4 đô la thuốc ca lên lựa Johnson. Runaway thuốc ca lên lựa Halley. Rát rát thuốc ca lên lựa Zilong. Vichetra thuốc ca lên lựa Mati. Chủ mùi đằng Thiên thuốc ca lên lựa Kimmy. Hục trăm lựa Johnson. Request backup. Bà, nếu play top cứ miên vọt miên robot pro prom. Bà run away cho môi đang rắt 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 bà họ cho môi từ lơ xì long cái này đi purse kia hụt lươn môi chân bà ổn mấy có rắt vai vậy bà hụt môi từ lơ mid run away giá cho bà mình tên Paragon for blood ban từ lơ xì long bà cái chắc thật khỏi bà đấy ha lấy bà họ cho mau run away lại đi so chi một con bà cứ chân của cục kia thử đấy tham mưu nơi tập rạch ban tập rạch và Kimi họ lang máu bị Papa En ok chào bro ban sự thiết rất mềm rồi star thank you brother turtle resurrecting soon và từ tỷ lệ hộp tròn từ lửa tròn sân cái này đi Gushin Prime ban sầm rách và pin là tiên cái lòng hoạt tớ bay kia tôn thằng sốn và khuyên tham mình ca khăn học mua cái lại này bạn bị chú ớt bạc à tí để xa được con là bé bấy hộp mùi Franco ba là ô mình tên ba là con phương ban mà chứa tao bông phá ồn mà có chú ba nè còn lõn nè và tròn sân của bộ thức ai bạc bạc tam lớn cái này đi bọc tờ lờ gà chân bò téo và téo thức ai đó thôi mới sân Kimi của bộ thức ai bánh họ mà ski à téo à téo bà lại vô tờ lửa Kimi ban xong rách và bà đã gọn họ châu mà tiên cái này đi và hoa của bộ thật câu khăn mà thế hộp trong mỗi cái này đi một tay thằng ban chú mà khăn học ban xong rách à tì mũi chân bị vặt phong này và bà đạch ban xong rách bắt hào ý và cái nhà là Mika pa khnhi tiết cái này đi Gushin bắt đặt vô từ lửa tròn sân và hộp môi ta hộp thử đi Paragon và búng cho môi đang vắt chúng ta để khỏi té và như tôi nói mưa phơi thọp và prúng mà chỉ cần bỏ xì lông và tranh phi đặt rát bro please bro bà chắc nè là các anh em cứu đi khi nhóm ba anh này nhát ai phụ quân lấy sticker hoặc đấy được ấy động bay sờ bài với đấy nè là các anh em bà giờ chưa thà hell quân miễn bao vì sao chờ nhân cơ có ad call thì muốn sticker ad được nâng gì bà và at mua chân bị búng cái này đi đặt vô tên lửa Harley bật hao giờ nào mình đặt mua smart time đúng bà bay Pokemon man sầm rách bị kháng team C4 bà từ lừa chú hay đẹp đẹp slap đúng cứ gật bà ở búng ai già cloud lại ním này ai ta mà nó bà bong chuột robot mati bà từ hao ai robot Paragon chỉ muốn là téo họ cho máu bà téo đập bò kill bà từ hao bà chân đây nhom vậy chân này là con nếu sao mà chèm ra thiết thêm đằng pin ấy cứ nhom ăn ở nhà phụ con link sticker cho bà phụ tha hell con cứ chia thêm search bar ấy chân con đăng ấy bà tha ở via mạch mạch bà à từ tia đây cái lại đi bà bọc trăm bà hôi bà nhưng mà đang caster tham bạch cái này đọc bài vậy chứ
វាបាក់វើដល់ហើយបាទប៊ូមកំពុងធ្វើការវាយជាមួយនឹងត្រាកន្លែងនេះបាទដុល្លារសោះជាមួយកង់ត្រូវបានព្រមប្រាក់យកបានសម្រេចភ្លិកមួយពីហ្វ្រេនកូចូលមកចាប់ទៅលើត្រាគូសិនហក់ចូលមកគវីកបាត់មួយពីម៉ាទីបាទប៉ារ៉ាហ្គនប្រាក់យកបានសម្រេចបាទ5នាទីកន្លងផុតទៅ17ឃីលជាមួយនឹង2ឃីលបាទបាទ61ប៉ារ៉ាហ្គនតែ60អត់ត្រូវទេអាទីទៅទៀតហើយគូសិនកន្លែងនេះអាយ៉ាចៃផុតបាទគូសិនបាទព្យាយាម61ពីប៉ារ៉ាហ្គនប៉ុន្តែបាទអាតាវព្យាយាមទៅថយផងដែរកន្លែងនេះបងមកស្គៀកវីកបាត់មួយដាក់បងឃៀទៅលើអាតាវបាទឡើងឈាមលឿនមែនតើស៊ីឡុងមកហើយរ៉ាត់រ៉ាត់កន្លែងនេះបាទថាមូផ្ដាច់យកបានសម្រេចពីព្រំ61ពីប៉ារ៉ាហ្គនមកល្អបាទវីជេត្រាកន្លែងនេះបាទទៅហើយបាទ counter skill បានល្អពីវីជេត្រាមកវីជេត្រាបាទថាមូកំពុងធ្វើការវាយទៅលើបាទថារ៉េតផងដែរបាទទៅទៀតហើយកន្លែងនេះបាទគីមីសោះជាមកងត្រូវបានវត្តផ្ដាច់បានសម្រេចហក់ចូលមកកន្លែងនេះប្រើមកអាទីបាទកាច់ចកេះចេញមួយជាមួយនឹង skill របស់គាត់បាទរ៉ាត់រ៉ាត់ឆ្កឹះមួយចេញប៉ារ៉ាហ្គនផ្ដាច់យកបានសម្រេចហុកឆុកបច្ចេកទេសបាទតែវផ្ដាច់យកទៅលើត្រាបាទហក់ទៅឬក៏អត់កន្លែងនេះអាតែវអត់ដាច់ចិត្តហក់ទៅទេបាទ enemy turret destroy បាត់ហើយបាទមានការប៉ះគ្នាផងដែរទៅហើយកន្លែងនេះ Gushen បោះស្គៀទៅមួយបតាចូលទេគាត់ចង់ងាប់មើលទៅបាទបាទប៉ះគ្នាតែម្ដង Gushen កន្លែងនេះឈូប្រាក់យកទៅលើ50ដល់បោះគ្នាទៅលើឈូព្រាមៗតែម្ដង RT មួយចេញពីវត្តកន្លែងនេះបាទមកបាត់ស្គៀទី1វត្តអាចនឹងបាត់បងជីវិតដាច់បាទបោះឈូសំទោសគឺដាច់បោះគីមីបាត់ហើយ3បោះគ្នាទៅលើឈូ Shut down បាត់ទៅហើយបាទមកទីប្រាក់យកទៅលើឈូវត្តហើយបាទទៅទៀតហើយកន្លែងនេះស៊ីឡុងបាត់បងជីវិតរបស់គូសិនបាត់ទៅហើយបាទបាត់បងជីវិតរបស់គូសិនភ្លាមៗតែម្ដងបាទខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ខេស្ទ័រមិនអីទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយាយអត់ចេញហ្មងនេះបាទឃើញថាកំពុងតែមានការប៉ះគ្នាផងដែរកន្លែងនេះ61ពីប៉ារ៉ាហ្គនតែ60អត់ត្រូវទេបាទជន់ជាមួយស្គីលទី2ឡូឡូសិនបាទទៅទៀតហើយចាប់ជាប់ទៅលើគីមីកន្លែងនេះបាទមកស្តាន់មួយត្រូវបានព្រមប្រាក់យកបានសម្រេចបាទប៊ូមធ្វើការរត់ថយមួយសិនកវីកវាត់ស្គីលពីបាទវីជេធាអូវីជេត្រាបាទសំទោសបាទលេជិនដារីទៅលើគូសិនបាត់ទៅហើយបាទដាប់បោខៀទៅលើគូសិនរបស់អតែវភ្លាមៗតែម្ដងបាទវាយក្នុងផ្ទះតែម្ដងអត់មានចាញ់ទៅណាទេបាទមកលេជិនដារីទៅលើអតែវមកហ្គេមនេះប្រហែលជាដល់10នាទីទេបងប្អូនបាទដេញវាយដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងដេញវាយដល់ក្នុងត្រែតែម្ដងកន្លែងនេះបាទ3បោះគៀទៅលើគូសិនអាយ៉ាបាទ cloud កំពុងធ្វើការ focus ទៅលើ tower បាទ mini egg ឬក៏យ៉ាងណាបាទ mini egg អីចាំមើលតើគាត់អាចបាន survey ឬក៏អត់អត់ទៅបាទ cloud អត់ឲ្យគ្នាបាន survey ទេប្រាច់យកភ្លាមភ្លាមតែម្ដង GT បាត់ទៅហើយបាទចុយផ្លិចបើក overlay អ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រាប់ខ្ញុំសោះបាទចាំជំនះ game ទី1គឺបានទៅលើខាង team diversity hell him តើគាត់យកឈ្នះទៅលើខាង team